Rồi các bạn ơi, vậy là mẹ Thủy đã chọn được hai chiếc bánh ngọt rồi. Đấy, hai chiếc bánh này là bánh xem là bánh gì nhá. Đây là bánh gì đây? Bánh bông nan chả bông các bạn ạ. Để đấy nát đi con ạ. Đây là bánh gì? Bánh sushi à? Đây, đây là bánh gì đấy? Kem sữa sô-cô-la các bạn ạ. Đấy, sô-cô-la. Để đấy là nó bị nát đấy con ạ. Để đấy nát đây. Đi. Đi thôi. Wow, các bạn nhìn đây. Ở đây là một quầy hàng có rất là nhiều các loại hàng. Đây gọi là chủ yếu là chả mực các bạn ạ. Hả? Úi dồi. An đang với để lấy đồ nhưng mà mẹ đã kéo đi mất rồi. Mua xúc xích đi. Làm đi xúc xích để chúng ta ăn buổi sáng đi. Hả? Có ai còn đấy xúc xích đi. Xúc xích bé tí đẹo đẹo các bạn ạ. Bạn An thích xúc xích này nhưng mà xúc xích này cứng rắn luôn. Bạn An chọn. An ăn khôn mồm lắm, chọn ngay xúc xích cắt nhất các bạn ạ. Lấy đi, lấy luôn xúc xích ăn cho ngon. An ơi, đừng bố xem. Rồi, vậy là mẹ của bạn Ngô Si đã đổi gói xúc xích thành gói xúc xích gì đây? Chưa ăn được. Xem nào, xem nào. Các bạn ơi, đây là xúc xích gì? Xúc xích gì đấy, để bố xem. Zoma các bạn ạ. Xúc xích Zoma để một loại mới trên thị trường luôn. Anh chưa biết loại này luôn. Ok, đi. Quán không? Mua gì nữa không nào? Rồi các bạn nhỏ của chúng ta có lẽ là sẽ chuyển sang một cửa hàng, một dàn xúc xích tiếp theo. Không phải là xúc xích mà là quay sang gian bán rất là nhiều chả cá các loại. Rồi, xem các bạn ấy thích loại chả cá nào nhá. Đưa đây xem loại gì. Loại gì đấy? Đấy là loại gì hả Ninh? Cái gì? Cá viên đó. Cá, đưa xem này. Cá viên các bạn ạ, cá viên rau củ. Trong này có cả rau, có cả củ. Đây là có cà rốt đúng không? Và bạn bởi gì cũng vẫn đang chọn, xem bạn đã chọn loại nào nhá. Ơi, theo nữa để cho Hải Ninh chọn xong đã. Cô biết rồi, để chọn xong. Đấy chưa? Xem Hải Ninh lấy cái gì? Hải Ninh lấy cái gì cho các bạn xem đã. Đâu rồi? Lấy hai gói luôn à? Rồi bạn bảo xi lấy luôn hai gói đưa xem. Đây là quả vi san các bạn nhé. Sản phẩm quả vi san. Ôi trời ơi. Ôi bỏ vào. Rồi bây giờ sẽ đây. Cái gian này có rất là nhiều xúc xích các bạn ạ. An thích xúc xích gì? Cho bố xem. Con gà. Hả? Cái này mà lúc này đi khách sạn đi. Đi khách sạn á? À, bọn An rất bảo. Cái này là ăn xúc xích. Cái này đi khách sạn ăn cơm. Mà có bao nhiêu gói như này? Các bạn cứ nhoáng nhằng nhằng lên ánh hoa cả mắt các bạn ạ. Ôi sao lấy nhiều vậy? Lấy nhiều dã man đấy. Ủa ôi các bạn nhìn kìa. Mấy gói rồi? Bà cô Si đang đòi lấy các loại sắc màu khác nhau. Gói, còn lấy bao nhiêu gói đây? Sắc màu à? Mỗi màu một gói các bạn ạ. Bà cô Si của chúng ta là lấy mỗi màu một gói. Còn lấy xong chưa? Bạn còn chọn lâu đấy nhỉ?
Màu vàng có chưa? Màu nào? Có những màu nào? Bạn có ăn đấy 4 loại đúng không? Có rồi, có rồi. Wow, đây là loại gì đây? Xúc xích heo. Hà Linh thích ăn thịt heo để béo như con heo đúng không? Rồi các bạn. Rồi chúng mình ngồi xem là ôi ôi. Ở trong đây đây này để có gì kia? Rồi các bạn ơi, chỉ trong nháy mắt thôi mà các bạn nhỏ của chúng ta đã lấy được quá nhiều luôn. Hà Ninh ơi, xem có bao nhiêu gói xúc xích đấy vậy? Nhiều quá. Nhiều là bao nhiêu gói? Lấy không biết tính à? Rồi các bạn ơi, vậy là gia đình bạn cô Si đã qua đến gian hàng. Có rất là nhiều bánh kẹo và thạch các loại rồi. Bây giờ thì xem gia đình bạn cô Si sẽ chọn loại bánh kẹo nào để cho sinh nhật vào ngày mai nhé. An ơi, An. An thích loại thạch nào? Hả? An thích loại thạch nào? Hả? Loại ba màu á? Là loại này đúng không? Xuống đi. Còn bố sẽ xem bạn cô Si thích loại nào nhá. Có thích loại nào? Hả? Ở đây có phải thạch đâu? Đây không phải thạch đâu mà. Đây phải thạch, đây là cái gì đấy? Ôi đây là một loại kẹo mới đấy. Xem kẹo gì? À đây cũng là kẹo thạch dai dai. Kẹo thạch đấy. Lấy một ít về mai ăn thử xem. Đây là trong này này ngon đấy, loại mới đấy, ăn thử loại mới ra đấy nhá. Ôi. Cái gì con? À bạn bò Si của chúng ta thì sẽ thích ăn thạch caramel và chuyển sang đến thạch caramel rồi. Wow. Ờ con ơi. Rồi để lấy thạch caramel cho Hải Ninh xong rồi tẹo lấy sang lấy thạch cho An nhá. Hải Ninh ơi, Hải Ninh định lấy bao nhiêu? Thôi, số này 1 cân rồi. Ôi bạn có, ôi dồi, bạn có, ôi dồi. Bạn có cho vào hai tay bóc kinh không? Được chưa? Nhiều chưa? Thôi à. Theo mình lấy, được chưa? Bao nhiêu hả? Đi xem nào. Được bao nhiêu? Được cân chưa? Ồ, chắc lấy 1 cân thôi nhỉ. Rồi, ok, các bạn. Các bạn đấy. Rồi, bây giờ chúng mình sẽ qua lấy thạch dai dai nhá. Rồi bây giờ thì bạn An sẽ nhặt thạch dai dai. Đây là một loại thạch mới luôn, trong đây có hình quả. Đây là quả dứa, đây thạch dứa này. Lấy mỗi loại một cái, đây thạch xoài này. Lấy thạch xoài đi. Bạn An chọn này đến bao giờ mới xong? Hả đi các bạn chọn cho em mấy cái. Thạch này có các loại vị khác nhau, dứa, xoài, cam. Ôi dâu đây này, đấy. Lấy quả táo kìa, kia quả táo kìa. Đây kia quả táo kìa, An ơi. Kia bên kia, đấy. Táo ấy, ừ, lấy quả lê đi. Lấy quả... Đây quả gì? Đấy cho vào. Được chưa, còn đâu? Lấy nữa không? Bạn còn chọn đi. Chọn nhanh lên không thì không đủ vị đâu. Đấy, rất là nhiều vị, chúng ta có thể chọn các loại vị khác nhau được các bạn ạ. Thế xem còn vị gì khác được không, đảo đi. Đây vị gì đây? Thôi đủ chưa? Đi. Thôi thế thôi, mình chọn là mỗi người. Cái gì vậy? Thôi bây giờ lấy thạch ba màu đi. Thôi bỏ riêng thạch ba màu lấy riêng ra nhá. Đấy. Đấy, ông đã đưa cho các bạn nhỏ ông ta một túi thạch ba màu rồi. Lấy đồ nửa cân thôi. Không cần lấy nhiều đâu Hải Ninh ạ. Được chưa? Thôi được rồi, thấy đủ ấy. Thạch này, thạch này ngon em lấy à? Ôi, các bạn ơi, thạch gì mà trắng toát thế này? Ôi, thạch này. Lấy thạch này mấy cái này không? Cho vào kia. Hải Ninh ơi, cho bố mấy cái thạch vào trong đây. Bố ăn. Cho vào đây. Đấy, cho vào. Cho vào thạch ấy. Rồi, nếu mà mai sinh nhật thì bố ăn thạch đấy. Rồi đi thôi, mình qua tiếp. Đi, lấy gì nữa đây? Lấy gì ấy? Đây là kẹo gì nhỉ? Sugut các bạn ạ. Sugut rất là nhiều mùi vị khác nhau. Lấy luôn Sugut à?
Đấy vừa vừa đấy nha, không cần xúc, không cần lấy nhiều đâu. Ăn nhiều kẹo mà sâu răng ấy. Được rồi, được chưa? Rồi, đi. Các bạn. Rồi, vậy là các bạn nhỏ của chúng ta đã chấp nhoáng mua xong chỗ kẹo và thạch rồi. Bây giờ thì chúng mình tiếp tục đi sang một gian hàng khác để mua đồ tiếp theo các bạn nhé.